Mày nó gan gì nhật vô dọc hang thọt tay vô con. Cái ra nó kìa. Cái. Đó đó. Một xíu rồi ơi. Quất luôn. Đây nè, cái này nè. Rồi rồi, bắt luôn đi, bắt luôn đi, bắt đi. Đó đó. Xíu mấy con đây còn ngay. Còn cái kem. Xin chào, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Đi bắt chuột là phải thế thôi. Ở đâu lận? Là có hỏi là làm video này nè, đã lắm. Chạy xe giống luôn. Đi rồi. Chạy xe của chú giống luôn. Chạy giống luôn. Quỳnh em bắt. Ôi quá nắng rồi. Đây mày ga lăng không nhỉ? Đi bắt chuột lúc 12 giờ trưa này là xong rồi. Bắt dế đá luôn nè. Thôi có hơi đá mà đâu mà bắt. Trời cảm thấy nắng gắt tay nhỉ. Phá rồi nó bẻ cái cục cái xong. Anh đưa em đi chùa. Trừ khi có cả miếng xích á hay cái gì á, chuột mà chuyển sang bắt cua luôn hả? Có lý. Tao quen nghẽ kìa. Đó thiếu gì hàng đó. Đi qua cậu khỉ cầm thỏi gớt một cái. Đi đi, đi xong tới tao. Hổ cũng hết pin rồi. Rồi ai đây đi qua kìa. Tao cầm nó, tao cầm nó quay cho. Nghĩ hình Đạt muốn trước rồi. Thấy tao quay mày chưa? Tao tự quay được. Đâu quay tao, quay mày. Mày tự quay tao mà. Mày bị khùng hả mày? Bị khùng quá. Nhìn phẩm mốc của ngài không? Ngài gì ba? Nó kìa, nó ăn kìa. Rồi. Lên bà nội cha nữa. Nè, vô nó nè. Nè, có không? Hánh hạng rồi trời. Lỏng rồi trời. Hồi đau nè. Kìa. Đâu mà sẵn cho nó ơi. Trời ơi, người ta giáo nấu vô quá. Trời ơi, nước đâu chơi. Ở trời trời có con gì kìa. Rồi mấy gái quay ra khác đi, ta chế nước vô nè. Trời chế được, cỏ sao không được. Sẵn bên đây nè, mình lấy cái dầu đạp bên kia xuống. Má mày. Má bự. Gãy. Gãy què. Thôi rồi ra. Thanh niên. Gãy một cái khác. Gà bảo ơi, gà bảo. Bước bồ. Đường bên. Giờ mà đào có con chuột con cũng được. Chuột con lên trời. Đây đây nó không qua bển luôn. Nó không có chuột. Không ở đây này, hai ba hang mà. Bển đó. Ai ném mà đây. Ê. Ê. Hay. Mệt rồi đó, mệt rồi đó. Ảnh nè đi kìa. Dạ dạ. Đừng có quay, đừng có quay. Không có giỡn, cầm lên có giỡn. À giỡn không. Đâu rồi? Đổ tim hả?
cái đuôi ăn chuột cái gì? Thấy cái đuôi. Nó tha lúa trong đây nè. Tha lúa à, có, lấy cái tay ra. Không phải nó tha lúa gà, chuột này ngu quá. Nó ăn hết rồi nó mới đi mà. Chuột ngu chuột khôn đó hả? Đâu ngu không. Quá gió. Gió nó tá rồi. Má nó cũng kìa. Kìa kìa tao. Thấy gì ba? Đâu thấy nghe rồi. Trời ơi. Nó sồn tôi thấy cái đuôi. Chuột á, lên mang nữa. Súp mai mai nó chạy ra đó thôi. Đâu thấy chuột nó chạy ra nó không có chạy được đâu mày. Vô hang khác các bạn. Chứ cái tay chập chuột của tôi thì không ấy, chạy hỏi tay tôi là chịu cũng mấy đứa đúng rồi. Chết, chết đúng không? Cái đâu? Trời bóng chân. Trời ơi cái giới em là chi trời. Dài. Cái giới em nè. Đã thôi sợ lắm. Ừ, quay gì đây? Quay không cảnh này đừng quay đây nữa. Quay không có gì. Cảnh bắt mày. Bơi cái cục này lên luôn đây nè. Thử luôn. Hang này hang cùng hả nè. Ăn không à. Sao quay được chú trong? Phóng, phóng ra. Không được rồi, nó nắng nó chiếu vô. Đưa cái bên đi. Có hả? Má cái đen sao khự, cái đen tao không dám cắn hồi gãy hên tao nữa. Mấy ông họ làm nhà. Rồi đó. Đó. Tha hết hồi đi. Kìa, hắn còn ức nhẹp kìa. Chuột mày. Thôi cha. Cái tay còn xài mày ơi. Rồi, thắng cái đi, cái chuột này, cái hang nó ướt đó, hả mới. Mới đào không? Mới đào luôn. Ok. Kìa. Mấy chuột này nó bị khùng hay bay đào sâu mày mày. Coi chừng nó chạy đường khác đó cha rồi chụp. Thấy nào kia sẹt 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 nó đó. Này, cái lỗ này mà không biết phải nó ra đây không. Giờ em giấu vác nha. Mình nhích cục bự ra coi. Không có là bỏ rồi. Trời ơi đi đâu nó chứ trời. Nằm dưới đó nè. Trên đây nóng xuống dưới tránh nắng đi bay. Kìa, thấy cái lỗ kìa. Dạ. Gì đang kêu vậy? Cái điện thoại kêu. Trời ơi trời, điện thoại kêu. Để nó hú không à. Trời, con chuột này. Rồi điện ta. Giữ. Alo. Chính hỏi chính chưa kìa. Chính rồi. Rủ mày xuống đây đầu chuột chơi nè. Hai mày. Cũng thánh xe chuột đó. Đầu chuột nè đang nướng. Trời ơi trời, hèn kìa trời ơi chú ơi chú. Má con chuột hay nào vậy trời. Đang đầu chuột đứa nè. Xẹo nó đâm bên kia nữa đó. Nó đâm mút bên đây luôn nè. Anh xem đây nè, qua đây quẹo xuống rồi. Chú ơi. Chưa đào xong. Chưa đào vô nhậu. Đâu vậy? Đâu vậy? Hang sâu không nội. Đâm đây nè, rồi, rồi rồi thôi nha. Đâm mút dưới kia luôn. Rồi dắt cục này nè, dắt cục này ra nè. Chỗ rồi. Dắt cục này ra trước đi. Nó hang ngang qua đây nè. Xuống không? Xuống. Hồi nãy cục này nè, xuống hàng này luôn qua dưới á. Rồi nhẹ nhẹ vậy đó.
chạy ra. Đó là tao chạy trước. Bắt chuột của mày là dễ dễ quê lắm thằng. Vô vô. Bắt chuột mày dắt cho cháu vô nãy nãy lên. Trời ơi anh. Trời nãy gì đây hồi ra tao chụp cho coi. Nó cầm ra. Tao chụp cho mày coi thôi nha. Dính hồng 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 dính hồng không biết nha. Đúng là hỏa hổ tàng long. Thằng làm nguyên bị hay không? Hai nấu nó cà no chịu dọc dơ ghê ta. Chứ bộ vàng như đông xiên gì nữa mà rửa giờ bư á này bư chứ không có để đào nước lỗ luôn á. Trời ơi cái lỗ này mày đào tới đâm heo luôn á Phạm. Mày dứt cái con này ra đây, dứt con này ra là có không nó chạy ra liền nè, còn không thôi là bỏ đó. Nó đâm bên kia luôn á, cái cục này nó khôn lắm bơi. Chuột nó khôn mày hay gì? Mày biết nó đâm bên kia sao mày đào bên đây? Chưa quản hỏi ra rồi. Giờ có nước á. Chưa đang đóng nước kìa, giờ kiếm gì. Cái đồi răng sao nữa? Trời. Thôi đã giờ không ăn chuột nào mà có mà nó sâu vô. Có là mày đào len hay len mà nó tú rồi. Lấy cái hang đằng kia kìa bên đất bờ đất bên đó. Đó. Ở đây. Đâu ta? Gặp hang thọt tay vô con. Mày ăn mà đi luôn. Có con nào chổng đâu. Mà gắn ngồi lên hơi luôn đi. Cái gà nó kìa. Kìa. Đó đó. Một xíu rồi. Quất luôn. Đây nè, cái này nè. Rồi, bắt luôn đi, bắt luôn đi. Đó đó. Xíu mấy con mấy con ngay. Cái đó đó. Chạy bên kia đó. Có mấy có con mẹ mày. Đào lấy chỗ này đi. Chỗ này này nè. Đụng mổ rồi đó mày, coi chạy chụp nha. Chặn cái hang này lại đi. Đừng chặn cho chạy thôi máy đi. Bên kia đó. Nó chạy cái đường nào hả? Cái con quỷ nó chuyện nhanh dứt ta. Sống nhanh mày. Chuyện như bắn chạy thôi. Con nó chạy lũi nó đâu mới được. Thôi nó kìa. Nó đâu. Nè nè, hỏi nè. Đâu? Kìa. Đó. Thở. Ừ không? Đập đầu nó, bóp cái đầu nó, đừng có bóp gì. Chưa lôi đầu nó chờ đâu. Ê, chớp. Hỏi chợp kìa. Kìa. Thôi ông nội chết luôn ra rồi. Đây. Chết nó rồi. Chết đâu, chưa chết mà. Chưa chết. Bóp đầu nó. Chưa. Trời ơi bà. Chưa. Mày coi tao nè. Đi đi. Đập xuống. Đuôi cũng được rồi, cầm đuôi ăn rồi. Ôi. Mày cũng dám giết mày chịu á. Mày giết mày chết mày được. Đưa tao không có nghĩa. Ôi kìa. Con chuột. Cái vỏ công tao cao không? Mà anh giọng liên tục luôn trời. Ủa anh đang có tiền rồi mà. Cái kể cho đâu. Cái hàng nữa đâu đó. Cái vỏ công tao cao không? Đầu mùa cuối mùa mới đựng con. Ủa mày làm gì nữa nghĩa? Tao bóp đầu nó chết rồi. Đây con hàng nữa nè. Nó ăn 3 bốn heo đây nè. Con nó về cho nhỏ này ăn nè. Đây mấy con chuột này nhìn nó đã mà. Chuột. Vô à. Chuột lúa mà. Chuột lúa nè mới ngon. Trời tối tao đi sáng đi con chuột tối tao luyện cho công rồi. Má rồi trời anh lục cái ghê ha. Anh giọng nó nói lê chía chứ. Từ nha. Có cái này. Nó dẹp lát luôn con chuột luôn rồi đó. Bứt mẹ cục bơi ra đây. Con cực nữa. Còn cái hang cho đó ngõ ba cỏ cho đó ra coi dựng cái túi vô ra đó đó. Thôi thôi. Ghê bộ. Đây nè. Cứt nè.
Dắt ơi, cái đầu không sai. Tôi nhớ tôi đi đào chuột chứ đâu có đi đào sâu để câu cá đâu, sâu không vậy. Đây. Có không? Sao không đào hang bự này nè. Hang này nhóc chân rồi. Nhóc ở chân này đây nè, hang bự này không? Tụi tao cắm cây nó lại làm gì trời? Tao chỉ mày chỗ đầu chuột. Đúng rồi. Thôi. Bụng tao kêu cọt cọt rồi đó. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ kênh mình. Click nút đăng ký phía dưới video để ủng hộ mình để dành ra video mới. Làm video về thôn quê này có gì sơ xuất các bạn bỏ qua. Chỗ lấy xe xa quá. Ngoài đó vô tới trong đây. Thành quả của một ngày bắt chuột không thành công. Chứ sao không mò được mấy ký. Đây tao gỡ cho. Con nhận bên đây mà. Này xíu đem ra lột cái gì. Đợi bỏ lại đi. Cái này thiệt phát ngon. Ăn được à. Nó vừa thân hồi nó ngẹt tới bây giờ. Gì? Không. Cái quần này trời ơi trời. Ốc mày ở cái quần con nội ơi. Còn má quần tao đang xài luôn nè. Con nội quần què thôi. Sức bắt chuột của tao. Bắt chuột. Bắt được con chuột. Một con luôn à. Thôi tao để mày im rồi. Quá cay rồi. Cầm điện thoại gì cũng em à. Quá ấm luôn. Cái hến này đâu phải bóc ra vậy. Hến để vô mà nó nổi lên là vớt. Quá là quá ngon. Hến này còn chín mà hơn này. Mấy pha quá vậy? Mà nó chia ra cho hả? Qua mà đất đó. Nó dính như thế này. Thì hết dính như này đột cái tới sáng. Tem lách. Để nó vớt cho gì thì cái nhìn nó con nó mập.
bung bung trang trang nó bảo chưa ra. Cái gì? Gì? Cái đó là bung bung trang trang đó hả? Là cái con bung bung trang trang. Ngọt mày. Ngọt quá. Nè mấy con này chưa nè. Phải chút nữa nó nổ. Trời trời ăn cũng kỹ hơn nữa trời. Ăn coi, ăn coi, ăn coi. Con đi quay, con đi. Mày quất đi, nóng thì chết đi. Ừ. À. Vậy mới được. Ôi ôi ôi. Trời ơi, vậy mới được. Cái này vô cái hành chới lên cái này ha. Rồi quay hoài luôn đi. Còn gì bạn. Quá trời. Cái vô tao không nè. Để quay, tao đây nè. Quay hồi mày xử cái lý đóng vỏ này nha, quay. Bạn của mày đâu nữa. Người người miền Tây là ai cũng phải nhớ cái món này. Đúng hả? Ừ. Nó rửa ấy rồi. Hồi nay rửa đây nữa được rồi đó. Nó lâu lắm không chơi cái này. Đó giờ lâu lắm luôn á, mà chợ mua hết chứ đâu có vụ bắt rồi mày. Mày nhỏ tao bắt này nè ơi. Mày nhỏ tao bắt hến không ơi, không dẹm ơi. Bắt mấy này nè, dẹm hến lắm. Má mày đó. Rồi chút hến là gặp mấy con này nè. Ừ. Chứ không phải bây giờ mà mò đâu. Mò yên lẻ. Gặp mấy nàng dục nữa. Ừ. Đó ăn hến ngon quá. Giờ ăn ngon. Ăn càng đồ càng hiếm càng ngon. Má quần gắt đều ghê ha. Coi chị ơi coi. À, à nhỏ kia á mày. Nhỏ linh cái gì mày. Gọn. Ây da, dẹm nước. Ăn không có nhỏ rồi mình tỉnh. Sò nước, sò nước. Ở đâu mày dạ. Dạ. Ô. Hỏi xong á. Trời còn nhóc chơi mà tại mấy này nó mò hồi nó làm biến nó giỡn rồi hay lên luôn. Cái chèo rồi. Hết luôn đó hả? Trời mày chấm em đi. Trời ơi. Còn gì bằng đó. Gửi mấy mấy mấy. Ê mày gửi cho mấy. Ôi còn gì bằng nữa nè. Lên hình được bố. Cà cao lên chụp 3 món luôn á. Ừ. Này bánh tráng nè cuốn trời ơi sướng à. Mày đang quay lại vậy? Ừ. Rồi thành quả của một ngày lao động. Quay đi còn có chó tương bạn không? Mời các bạn. Ờ à, đó đó. Rau củ gì vậy? Ui luôn. Chứa từ từ. Sao ba hành không được kìa. Ừ đẹp đẹp xíu. Nước cột cột ngon. Đó, rau vô nè. Không có kỹ thật ha. Ghê không kỹ ghê thật bỏ rau đủ. Trời ta vô leo chơi kỳ nữa hả? Ngon. Có mình ừ, rau hết đi. Vô luôn đi. Mày gấp cái nữa đi. Có mình lặn mình làm nó mới ngon ba. Ừ. Mẹ rau nhiều đúng không? Thiếu thiếu cái gì mày? Đó này nè, này nè. Chán dạ, đổ. Đó này nè. Đó, hèn lên. Ăn lên. Múc vô chén bánh. Rồi, rồi cuốn ở đây, mày mày ăn đây tao. Rồi, gửi rồi, gửi mới chịu à. Thôi, hỏi quay đây tao ăn rồi. Mày ăn đi. Cuốn lại. Ôi, đâu có gì như đâu. Làm gì mà đông dữ vậy cho nó buồn ngủ. Con nghĩa làm gì đó. Gấp đồ ăn ăn. Con nghĩa à. Rồi được rồi. Rồi rồi. Cho mấy người quay coi. Để chung mình. Đâu có biết làm này. Thôi trời ơi. Đó nghĩa rửa bạc video. Nào bấm tạm dừng là quyền nữa không? Ừ đó. Quay phải đông đủ mà mọi mà. Mấy cái này không quay nè. Đó, đừng nghe chan nước luôn nghe. Ấy tài ừ. Ừ cái nào. Không dính. Dạ. Dạ hết. Đó đó đó. Đó cuốn này. Đó đó đó. Cũng lụng nha. Dạ. Chấm luôn, chấm luôn. Nó bị bãi kìa, nó bị bãi kìa. Cho mày nó cho mày đi, cho mày đi. Ăn đi. Chấm đi. Cái cảnh này là cảnh quan trọng nhất rồi. Đi chưa chưa? Thôi, chiều rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình. Nhà mình nếu có gì có video mới mình sẽ thông báo cho các bạn biết sớm nhất. Cảm ơn các bạn.